tổng kết hôm nay làm bao nhiêu loại mứt rồi mấy chị. Thôi nói nghe nè, làm thêm cái mứt xay dẻo này nữa là ăn Tết nha, không có mừng nữa nha mấy bà. Trời ơi, làm mứt riết em mập quá mấy chị ơi. Tại biết sao không, làm xong rồi cứ bốc lũm đó, không mập không được. Cái mứt xay dẻo này mấy bà làm thêm cái cách này thiệt bao với mấy chị luôn, dễ cực kỳ. Nhưng mà mấy bà kiếm cái trái xay nào mà nó chua nha, chứ mà xay ngọt á nha mấy chị, làm xong là cái mứt của mình nó như cục đường vậy đó. Em không nói chắc mấy bà cũng biết là phải kiếm xay xanh mà phải không. Mấy cái trái xay của em mấy bà nhìn thấy nó vàng vậy thôi à, chứ tụi nó còn cứng ngắc hà. Cái đoạn cắt nè, mấy chị muốn cắt sao cắt hà, bà nào khoái để nguyên trái cũng được thì thôi dục luôn chứ không thành mứt nổi đâu. Còn em thì em cắt miếng miếng, tại em thấy mấy cái miếng mà sợi xay dẻo đó, miếng miếng nhìn ngon lắm mấy chị. Rồi bây giờ thì em sẽ ngâm vô nước muối, nhưng mà sai nha, sai lầm nha mấy chị, làm xong mà rút kinh nghiệm rồi đừng có ngâm nước muối, ngâm nước chanh nha mấy chị. Nhớ nha, xài nào mà quá chua thì mình ngâm cả muối chả chanh, tại vì mà ngâm vô nước muối là cái xài của mình nó sẽ giảm độ chua rất là nhiều. Sau đó thì mình sẽ rửa sơ rồi mình sẽ vớt ra cái thau như thế này. Trước đó là mấy chị thấy em có nấu một cái nồi nước phải không, mình để cái nồi nước đó nó sôi đi, thì bên đây mấy bà chuẩn bị cho em thêm một cái thau nước đá, phải là nhiều đá nha. Rồi bên đây nó sôi tâm như thế này là mình bỏ xài vô mình trụng liền, trụng là mình làm sương sương sơ sơ thôi mấy chị, chứ xài mà để nó rụt quá là thành canh, mà quỷ canh này không có ai ăn được, giống cá ăn đó. Quơ qua quơ lại đâu đó dài dạo khoảng chừng 2-3 phút thôi mấy chị là vớt ra ngoài cái thau nước đá liền cho em nghe. Cái mứt xài dẻo năm nay em làm là hơi level dữ nha mấy chị, đúc kết kinh nghiệm từ năm rồi mà đảm bảo là cái mứt của mình nó khô nó dẻo chứ nó không có chèm nhẹp đường nha. Rồi mình vớt ra thau đá xong rồi bây giờ mình vớt ra cái vỏ luôn nha mấy chị, để cho nó ráo nước thì mấy bà xà đường vô đây cho em. Cái này thì ký xài mấy chị xài vô cho em 400g đường thôi, nhiều quá nó ngọt dữ lắm ngán. Rồi mình trộn đều nó lên, sau đó cái mấy bà đẩy nắp lại cho em nha. Rồi mấy bà để chừng nào mà đường nó tan, em mày làm biếng lắm mấy chị ơi, em mày là để qua đêm không à. Còn bà nào mà siêng á thì mấy bà canh canh mà đường nó tan hết là mấy bà xách đi mấy bà sên cho em nha. Sang mở nắp ra một cái muốn la trời luôn, hết chuyện rồi, mấy con quỷ kiến này sơ hở là tụi nó nhảy vô liền à mấy chị. Bởi vậy mấy chị có làm thì đừng có quên nha em nha, nhớ giọng nước nha mấy chị, chứ bây giờ làm chị tắm là không biết chừng nào sên được cái mớ này luôn á. Trời ơi, hết chuyện rồi. Sao mấy đứa lại chọn cái nơi đây là cái nơi kết thúc cuộc đời hả mấy đứa? Hả mấy đứa? Nghĩ làm sao cái thao mất của chị mà lại chọn nơi đây làm cái nơi quyên sinh? Tôi tức cái lòng ngực tao ghê á nha mấy bay. Lựa cái chỗ nào giàu sang phú quý rồi tôi lựa cái chỗ như vậy mà kết thúc cuộc đời vậy hả? Nhiều quá lỡ ra không được mấy chị, nên em quyết định rồi, em sẽ làm mứt xoài kiến. Thôi kệ mình chơi luôn nha mấy chị, bắt cái nồi lên bếp cho em rồi mình sẽ cho xoài vô nè. À mà không được, như vậy thì một hồi xoài nó sẽ rụt dữ lắm, dớt da. Mình sẽ chỉ nấu cái nước cho nó sôi trước rồi mình mới cho xài vô nha mấy chị. Tại em thấy cái xài này nó có cái màu là nó muốn chín rồi. Lỡ mình sơ hở một hồi cứ ăn đó mà mấy con cá nó bị chết rồi. Em quên kể mấy chị nghe nữa, là nay cá không thèm ăn luôn. Mấy con cá em bị ai câu mất hết trơn rồi. Bây giờ không còn cá nữa mấy bà ơi. Thế vậy là mình phải tính toán thật là kỹ, chứ bây giờ cá là không có cá để mà ăn nữa. Bây giờ là bây giờ mới đành làm sẽ dứt ra. Mới đầu mấy bà dặn lửa lớn đại cho em đi, thấy mà cái nước đường nó sôi như thế này thì mình mới cho xài vô nha. Cho xài vô xong rồi là mấy chị phải dặn cho em cái lửa vừa nha, còn không là lửa nhỏ luôn đi, chứ mà lửa lớn quá là một hồi tụi nó rụt luôn, rồi là mình cũng đem dục luôn đó mấy bà. Đứng im giữ nguyên cái hiện trường đó cho em nha mấy bà, cắm nhúc nhích cục cửa nha. Ủa lộn, đứng im thôi chứ cái tay là phải đảo trở nha. Mình thấy mà cái nước nó sắc xuống như thế này rồi là mấy bà thấy chưa, cái miếng xài của mình được rồi đó. Bây giờ chuẩn bị cho em một cái thau nước, xong cái mình vớt xài ra mình nhúng vô cái thau nước mình rửa xương á, rồi mình để lên cái nia mình phơi. Mấy chị không rửa cũng được nữa, không sao hết trơn á, nhưng mà em thấy rửa nó đỡ ngọt hơn, ăn nó đỡ ngán chứ nó đỡ dính tùm lum tùm la. Xếp nó đều hết rồi á, ai xiên rồi xếp cánh hoa cánh ơ rồi đi, còn không rồi dục đại lên mà nó lâu khô thôi. Thì bây giờ em đem ra em phơi nắng nha. Bà nào mà phát cay cay mặn mặn á thì mình rắc thêm muối ớt đồ vô các thứ, còn không á thì để như vậy luôn cũng được. Cái này em rắc bột ớt trước nha, chừng nào em ăn á thì em chấm muối sau. Rồi 2 ngày đó mấy chị hoàn thành. Mấy bà phơi thêm 3 nắng là nó ráo dữ nữa, còn em hôm lười quá nắng rửa là em xách đầu vô măng rồi, đây không nổi. Mấy chị coi nè, cái miếng xài nó dẻo dẻo luôn, mà mình rửa qua nước rồi đó, cho nên thành ra cái miếng mứt của mình nó khô nó ráo, chứ nó không có dính chà dính chịch như cái loại mà mình không có rửa nha. Ăn thử mứt xài dẻo nha mấy chị. Cái này em sơ ý á, lúc mà em gọt vỏ xong rồi em không có ngâm nước chanh, cho nên bây giờ cái phần vỏ ngoài nó hơi thâm thâm, mà thôi kệ đi, mình cũng ăn mà chứ ai ăn đâu. Rồi mời mọi người nha, cái bà coi nè, nó dẻo vậy nè. Cái này mà nếu em ngâm nước chanh nữa cái màu nó đẹp hơn, chua ngọt ngọt mặn mặn ngon quá nè. Có điều
mập quá. Nó còn có độ dẻo dai nha mọi người, chứ không phải là mềm mập đâu, ngon lắm.